Chào các bạn. Trong bài học kế tiếp này, chúng ta sẽ học cách tạo trang list nghề nghiệp dùng để quản lý nghề nghiệp của các thành viên. Đầu tiên, các bạn hãy khởi động Dreamweaver lên. Các bạn bấm nút Accept. Sau đó các bạn hãy chọn thư mục Admin. Trong thư mục Admin, các bạn hãy mở trang list nghề nghiệp lên bằng cách double-click vào trang này. Tại tiêu đề trang web, các bạn có thể đặt vào tiêu đề trang web. Sau đó các bạn hãy chọn tab Developer Toolbox. Sau đó các bạn bấm vào nút Create Dynamic List Query. Trong bước 1, tại Connection, các bạn hãy chọn tên kết nối. Tại Table, các bạn hãy chọn Table nghề nghiệp. Tại mục Detail By, các bạn hãy bấm nút Round. Sau đó double-click vào thư mục Admin. Các bạn tìm trang firm nghề nghiệp, sau đó chọn trang firm nghề nghiệp, bấm nút OK. Sau khi cấu hình xong bước 1, hãy bấm nút Next để qua bước 2. Tại mục List Column, hãy bấm chọn tên trường, tên nghề nghiệp. Sau đó tại mục Header, các bạn hãy việt hóa lại tên trường này. Tại mục Get Value Row, hãy chọn là Current Table. Sau đó bấm nút Next. Trong bước số 3, thì tại mục Filter, chúng ta chọn là Z để sử dụng chức năng lọc dữ liệu. Sau đó bấm nút Next để cho qua bước số 4. Trong bước số 4, tại mục Default Order, các bạn chọn trường tên nghề nghiệp. Sau đó chọn sắp xếp tăng dần. Bấm nút Finish. Sau đó vào menu File, chọn Save All. Ở đây các bạn việt hóa lại tiêu đề cho có tiếng Việt. Hãy bấm vào nút Code, kéo thanh trượt tới cuối cùng. Hãy xóa dòng thẻ bê trống này đi. Các bạn kéo thanh trượt lên phía trên, tìm đoạn thẻ Style, Shift Style để chỉnh vào độ rộng cho cột tên nghề nghiệp khoảng 340 pixel. Sau đó bấm nút Design. Sau đó các bạn hãy vào menu File, chọn Save All, bấm nút Yes to All. Ở đây để sau này chúng ta muốn thêm nhiều nghề nghiệp cùng một lúc thì các bạn hãy bấm vào menu đang chứa số 1, sau đó bấm vào nút Code. Các bạn hãy copy các thẻ option này xuống bên dưới. Ở đây các bạn hãy tạo từ option 1 tới option 10. Các bạn vào menu File, chọn Save All.
Các bạn bấm nút decide. Bây giờ các bạn có thể review thử trang lít nghề nghiệp. Ở đây tên nghề nghiệp này hơi dài, do đó các bạn hãy chỉnh để làm sao chúng ta có thể thấy hết được tên này. Bây giờ các bạn hãy quay lại Remover, bấm vào tên trường, tên nghề nghiệp, sau đó bấm nút code. Tại chặt quýt chỗ này mặc định là 20 thì các bạn hãy cho nó là 200. Sau đó bấm nút design, vào menu file chọn save all, bấm nút Z to all. Các bạn hãy qua trình duyệt và bấm nút refresh để tải lại. Vậy là trang lít nghề nghiệp của chúng ta sẽ có chức năng là liệt kê ra tất cả các nghề nghiệp bên trong table nghề nghiệp của chúng ta. Ở đây các bạn có thể bấm tăng dần hay là giảm dần để xem nghề nghiệp theo dạng là tăng dần hay là giảm dần, hay là các bạn có thể bấm chức năng lọc để lọc ra các nghề nghiệp có chữ B bên trong. Ví dụ đây là các nghề nghiệp bắt đầu bằng chữ B, các bạn có thể bấm chức năng bỏ lọc. Thì trang list nghề nghiệp này là dùng để liệt kê các nghề nghiệp trong bảng nghề nghiệp của chúng ta. Sau này khi user đăng ký thành viên, chúng ta sẽ có một menu để hỏi user nghề nào, thì lúc đó chúng ta sẽ truy xuất vào bảng nghề nghiệp này để lấy ra các danh sách nghề nghiệp mà sau này chúng ta đã thêm vào bảng nghề nghiệp từ trang quản lý list nghề nghiệp và form nghề nghiệp. Đầu tiên các bạn hãy vào thư mục admin, các bạn hãy tìm trang form nghề nghiệp. Các bạn hãy đúp lít vào để mở trang form nghề nghiệp lên. Tại title các bạn có thể đặt tiêu đề cho trang web. Để tạo trang form nghề nghiệp, các bạn chọn tab Developer Toolbox, sau đó bấm nút Create Dynamic Form Query. Tại connection, các bạn chọn connection việc chuyên. Table, các bạn chọn table nghề nghiệp. Hierarchy là khóa chính, thì ở đây chúng ta chọn là ID nghề nghiệp. Sau đó bấm nút Next để cho qua bước 2. Trong một form field, các bạn chọn trường tên nghề nghiệp. Tại label, các bạn đặt tiếng Việt, chúng ta sẽ Việt hóa lại cho trường này. Thì khi các bạn Việt hóa tên trường, tên nghề nghiệp bên trang list thì bên trang form nó cũng sẽ tự động Việt hóa cho chúng ta. Nếu tên trường này chưa Việt hóa thì các bạn hãy Việt hóa nó tại hộp label. Display chúng ta sẽ chọn là kiểu test field. Ở đây chúng ta bấm nút Next để cho qua bước 2. Ở bước số 3, các bạn hãy chọn trường tên nghề nghiệp, sau đó bấm checkbox Require, sau đó chọn Custom Error Message, sau đó nhập vào thông báo lỗi để sau này khi thêm một nghề nghiệp vào, nếu chúng ta không nhập vào thì sẽ xuất ra thông báo lỗi. Sau đó bấm nút Next. Ở bước số 4, tại mode modal chúng ta chọn non, sau đó bấm nút Finish. Các bạn hãy chọn lệnh Display Error Message. Sau đó trong tab Server Behavior, các bạn hãy tìm lệnh Display Error, sau đó các bạn bấm nút trừ. Các bạn có thể Việt hóa lại
Tiêu đề. Các bạn có thể bấm vào test field tên nghề nghiệp. Chỗ chạc quýt này chúng ta có thể cho là 60. Mắc chạc là số ký tự tối đa được phép nhập vào bên trong hộp test field. Ở đây các bạn có thể cho nhập tối đa là 60 ký tự. Các bạn bấm vào nút code, kéo thân trượt tới cuối trang và các bạn hãy xóa bỏ dòng trống này đi. Khi chúng ta tạo trang list và trang form thì mặc định nó sẽ dư một dòng trống bên dưới. Thì về mặt giao diện các bạn nên xóa dòng trống này đi. Sau đó các bạn vào menu File, chọn Save All, bấm nút Z to All. Ở đây chúng ta cũng nên thực hiện thêm lệnh để kiểm tra nếu nhập tên nghề nghiệp trùng thì chúng ta sẽ báo lỗi. Ở đây các bạn hãy bấm chọn Test Field tên nghề nghiệp. Sau đó các bạn chọn tab Server Behavior. Sau đó các bạn bấm nút cộng. Sau đó chọn menu Developer Toolbox. Sau đó chúng ta hãy chọn lệnh Valid Form. Sau đó chúng ta chọn lệnh Check USK Key để kiểm tra tính duy nhất của một trường. Ở đây trong hộp column các bạn hãy chọn trường khóa chính ID nghề nghiệp và bấm nút trừ để bỏ. Sau đó các bạn bấm nút cộng, chọn trường tên nghề nghiệp, sau đó bấm nút OK. Tại hộp Error Message, chúng ta sẽ nhập vào thông báo lỗi nếu sau này tên nghề nghiệp nhập vào bị trùng. Sau khi nhập xong thông báo lỗi, chúng ta sẽ bấm nút OK. Sau đó các bạn hãy vào File, chọn menu Save All để lưu trang web này lại. Bấm nút Z to All. Để kiểm tra trang form nghiệp này thì các bạn hãy vào thư mục Admin. Các bạn chọn trang list nghề nghiệp mà trong bài thực hành trước chúng ta đã tạo. Các bạn hãy double click vào trang list nghề nghiệp để mở nó lên. Sau đó các bạn hãy review trang list nghề nghiệp trong trình duyệt Chrome. Bây giờ ở đây chúng ta hãy bấm nút thêm mới để thêm mới vào một nghề nghiệp. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ thêm vào một nghề. Bấm nút thêm. Thì nghề kỹ sư ở đây là đã có rồi bên trong hệ thống, tức là bên trong bảng nghề nghiệp của chúng ta đã có nghề này rồi. Do đó khi chúng ta thêm trùng thì chương trình sẽ xuất ra thông báo lỗi mà chúng ta đã định nghĩa trong trang form. Ở đây chúng ta sẽ thêm vào một nghề khác. Các bạn bấm nút thêm. Nghề này cũng có rồi. Chúng ta bấm nút thêm. Nghề này cũng có rồi. Bây giờ chúng ta hãy quay lại. Chúng ta thử hiện tất cả các nghề xem có nghề nào rồi. Ở đây chúng ta bấm thêm mới, ví dụ chúng ta sẽ thêm vào nghề là kỹ sư mạng máy tính. Bấm nút thêm. Ở đây để
thêm nhiều nghề cùng một lúc thì chúng ta có thể chọn menu mà chúng ta đã định nghĩa trong trang list nghề nghiệp. Ví dụ đây chúng ta sẽ thêm vào hai nghề. Còn mặc định nếu chúng ta bấm nút thêm mới không thì nó chỉ thêm một nghề thôi. Do đó đây muốn thêm nhiều nghề thì chúng ta phải lựa những cái con số bên trong hộp menu này. Ví dụ các bạn muốn thêm 4 nghề thì các bạn sẽ chọn 4, còn muốn thêm 2 nghề thì chúng ta sẽ chọn 2 và chúng ta bấm nút thêm mới. Thì ở đây các bạn hãy nhập vào hai nghề nghiệp. Sau đó bấm nút thêm. Vậy là chúng ta đã có thể thêm được vào danh sách các nghề nghiệp. Thì sau này khi chúng ta làm trang đăng ký thành viên thì chúng ta sẽ có thể hỏi thành viên này nghề gì. Thì lúc đó chúng ta sẽ lấy ra danh sách nghề trong bảng nghề nghiệp này. Còn muốn xóa một nghề nghiệp nào đó thì chúng ta sẽ chọn bấm vào checkbox. Sau đó chúng ta bấm nút xóa. Sau đó bấm nút OK. Vậy là chúng ta có thể xóa được một nghề. Còn muốn sửa thì chúng ta chọn nghề muốn sửa, sau đó bấm nút sửa. Ở đây các bạn có thể cập nhật lại, đặt lại tên nghề nghiệp chỗ này, sau đó bấm nút sửa. Còn để sắp xếp thì chúng ta sẽ bấm vào tên cột, tên nghề nghiệp để sắp giảm dần hay là sắp tăng dần. Các bạn có thể bấm nút hiện lọc để tìm kiếm nghề nghiệp. Ví dụ như là tôi muốn tìm những nghề nghiệp có chữ kỹ bên trong. Tôi bấm nút tìm. Thì ở đây chúng ta đã lọc ra được các nghề nghiệp mà có chữ kỹ bên trong. Còn nếu không muốn lọc nữa thì chúng ta sẽ bấm menu bỏ lọc. Vậy là trang form nghề nghiệp chúng ta đã thực hiện xong.